Em Thảo Hoa Phong Lan xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Phiên sáng ngày 5 tháng 1 2018, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui ạ. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Địa chỉ cửa hàng hoa lan của em là ở 784 đường Trần Năng Ninh ạ. Cô chú anh chị kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0965495087, 0848626228 ạ. Ngày hôm nay sức khỏe của em không được đảm bảo nên là cô chú anh chị mua hàng hãy nhắn tin cho em nhé, thì sẽ có bạn check ạ. Đó. Mấy ngày hôm nay thời tiết ở đây cứ trời nồm, xong đấy là mưa, xong rồi là lạnh nữa, nên là hơi mệt một chút xíu. Cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy xem video của em nhé. Đầu tiên em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là dòng Denzo đấy ạ. Denzo nhá. Denzo đây gọi là Denzo thần tài, đem lại sự may mắn và cho mọi người này. Đây, một cây nó gồm có 2 cho đến 4 thân. Và những cái dòng này thì cô chú ấy chị chơi được Tết luôn nhá. Cô chú ấy chị có thể là cái dòng này hoa nở được rất là lâu, nên là chúng ta muốn để chơi Tết thì chúng ta hãy mua một vài giò. Đó. Mua vài giò về để chúng ta cho vào trong chậu ấy. Và cái dòng này thì cô chú anh chị có thể bỏ cái bầu này ra này, sau đấy là chúng ta cho vào trong chậu. Chúng ta cho giá thể vào nữa. Đấy. Em bán là 230.000 một chậu nhá. Hàng bán giá rất là rẻ luôn, cho đi hết luôn này. Đó. Và chuẩn bị một vài bữa nữa mà đi Tết là em sẽ xuống chợ Kỳ Lừa để em bán hàng bán hoa này luôn. Và tiếp theo đây chính là Phi Điệp Nam Cánh Trắng, một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đây, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đó. Phi Điệp Nam Cánh Trắng, hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 50 đến 70% ạ. Là một trong những cái dòng hoa bán chạy nhất của gia đình em luôn ạ. Nó rất là ngắn và nhỏ thôi ạ. Nó chỉ dài khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi. Đó. Còn bên này là trầm trắng này. Những cái cốc trầm trắng rất là nù, rất là xinh đúng không ạ? Và bây giờ khi mà chúng ta so sánh giữa cây nam cánh trắng với lại cây trầm là nó có khác sự khác nhau về kích cỡ đúng không ạ? Em bán giao lưu với cả nhà trầm trắng 125.000 ạ. Tức là 250 một cặp. Đó, hai cái cốc như thế này. Còn nam cánh trắng em bán là 70.000 một chậu ạ. Đó, em ship từ 3 chậu trở lên nhé. Và đây là những cái cốc trầm blue em bán giao lưu với cả nhà giá là hôm nay em thanh lý luôn là 90.000 một chậu nhá. 90.000 một chậu ạ. Và em có một cân hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đó, hoàng thảo chuỗi ngọc thì bây giờ nó đang sắp có nụ và chỉ có bông đúng không ạ? Em ở chỗ đây em có một cân này, hàng nó hơi rời một chút. Em bán thanh lý là 180.000 một cân nhá. Chỗ này có một cân thôi ạ. 180. Đó, nó vẫn có từng dề nhánh nhánh nhỏ nhá. Cô chú anh chị yêu thích. Đây là mặt bông của phi điệp vàng này, em bán 150.000 một cân ạ. Đó, 150.000 một cân phi điệp vàng đây. Đó. Và đây là hạc vĩ thiên cung, một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Em bán giảm giá xả hàng ngày hôm nay còn có 200.000 một cân nhá. 200.000 một cân ạ. Cô chú anh chị nào mua từ 3 cân trở lên thì em sẽ bán là 190.000, và mua từ 5 cân trở lên em bán 180.000 ạ. Đây này. Mặt bông của nó hồng đậm rất xinh luôn đúng không ạ? Hoàng thảo hoàng lạp chỗ này có khoảng tầm hơn 1 cân một chút. 90.000 một cân nhá. Đó. Hàng này là hàng thân vừa vừa, rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng này. Và chúng ta khi mà chúng ta trồng cái dòng này đấy ạ thì trồng rất là dễ thôi. Đây là mặt bông của hoàng lạp này. Đó. Đây là hoàng thảo vẩy rồng thanh niên của nhà em này. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể xem và tham khảo ạ. Nhà em bán là hôm nay em bán xả hàng thanh lý còn có 100.000 một cân thôi ạ. Cái hàng này nó hơi vụn bởi vì là nó ở dưới đáy đáy bao tải ấy, bởi vì dân người ta khi khai thác mà họ leo lên trên cây đó, xong họ vứt cái bao tải xuống dưới đó, bởi vì nặng quá mà còn leo lên cây để hái lan nữa, nên là nó hơi bị vụn một chút đó. Và những cái dòng này rất là khỏe, nên là cô chú ý chị chỉ cần ghép một vài tháng thôi thì nó sẽ liên kết với nhau tạo thành từng mảng, nó sẽ rất là to đấy ạ. Vẩy rồng thanh niên này em bán 100.000 một cân thôi đó. Em bán cô chú anh chị nào nếu mà muốn sưu tầm thì có thể là mua về để chúng ta ghép ạ. Đây này. Đây là vảy rồng của Lạng Sơn em luôn đó. Đây này. Rất là xinh đúng không ạ? Đó.
Hoàng thảo kiều vàng đẹp quá. Ngày hôm nay gia đình em về rất là nhiều kiều vàng đúng không ạ? Đây này. Đó, rất là xinh luôn. Hàng nó thân vừa nhá, không phải là dòng thân dài đâu ạ. Nó thân vừa vừa, rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào ghép gỗ, hoặc là chúng ta trồng vào giá thể, dớn đĩa, hoặc là chúng ta trồng vào chậu đều được ạ. Đây là mặt bông của kiều vàng này, rất là mặn mà đúng không ạ? Đó. Đây cả nhà ơi, hãy đây nó bị lộn rồi. Cả nhà hãy trồng vào cái dớn ấy, cái dớn đĩa hoặc là cái miếng gỗ như thế này này, giống như hình cái thớt đó. Hoàng thảo Trần Tuấn, một cái dòng hoa đang được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm đúng không ạ? Còn cái dòng hoa giá thì không hề rẻ đúng không ạ? Em không nghịch nào. Cái dòng này thì em thấy trên thị trường bán rất là đắt luôn ạ, tầm 2 triệu 2 một cân ạ. Đó. Em bán là 150 một lạng nhá. 150 một lạng. Đó. Đây này. Và đây chính là hoàng thảo trầm vàng, một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Hoàng thảo trầm vàng của gia đình em này. Đó, không nghịch vào đấy em. Đó. Hoàng thảo trầm vàng toàn những cái hàng dệt thôi ạ. Hôm nay em bán giảm giá thì còn có 250.000 một cân thôi ạ. Cái dòng trầm vàng được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đây này, đây là mặt bông của trầm vàng này. Đây này. Đó. Đây ạ, đây là gồm rất nhiều loại luôn ạ. Cái chỗ này khá là nhiều loại đúng không ạ? Đầu tiên là gồm có hoàng lạp này, long tu đá tím này, cái gì gì đó nữa mỡ lộn xộn của nhà em luôn này. Đây là ngọc thạch này. Hoàng lạp này. Hoàng phi hạc này. Đùi gà dẹt này. Kiều vàng, kiều vuông mỡ gà này. Hạc vĩ này. Hoàng dáng hương tam bảo sắc. Hạc vĩ dáng hương tam bảo sắc này. Một ít vôi nữa này. Ôi, nói chung là cái dòng này lung ta lung tung hết cả. Cái chỗ này em bán là 400.000. 400.000 nhá. Cái con bo to này luôn. Đây là một cái bó dáng hương đuôi cáo của nhà em này. Đó, một cái bó dáng hương đuôi cáo. Cái chỗ này nhá là khoảng tầm gần 2 cân hay là bao nhiêu đó, hay là bao nhiêu đó không biết nữa. Nhưng mà nói chung là toàn những cây đẹp thôi. Đấy, có cái cây cáo to nữa này. Cái ngọn của nó bị ấy một tí nhưng mà vẫn dùng được. Đây là một cây mẹ con này. Đây là một cây mẹ hai con nữa này. Đó. Em bán cái khóm này là 350. Đó, 350 nhé cả nhà nhé. Khóm cáo này. Và tiếp theo đây là ngọc thạch là 3 màu này. Một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Ngọc thạch 3 màu là một cái dòng hoa. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông luôn. Đây này. Em bán xả hàng còn có 150 một cân ạ. Còn đây là dáng hương đuôi cáo này, em bán xả hàng thanh lý còn có 170 một cân này. Hàng nó vẫn đẹp nhá. Đó. Và combo số 2 này, em bán combo số 2 này là 300.000 này. Đầu tiên đây chính là hoàng long vĩ này. Cái gì nữa nhỉ? Cây này rất là xinh luôn, cây gì ta? Dáng hương cẩm báo, 2 cây dáng hương cẩm báo này. 3 cây cáo con này. À, 1 cây cẩm báo, nó là 3 cây cẩm báo, 3 cây cáo này. Đây này. Đây là kim điệp này, một cái rễ kim điệp. Này. Cái hoa gì đây ta? Cũng là lan. À, đây này, kiều vàng này. Hoàng phi hạc này. Đó, đùi gà dẹt này. Phải đùi gà dẹt không? Phải rồi, đùi gà dẹt này. Đó, cái chỗ này hàng rất tươi luôn. Đắt nhất là nhất em bán là 350 một cái chỗ này, số 2 nhá. Hai dề hoàng thảo long nhãn, hoa nở vào tháng 5 cho đến tháng 7 ạ. Đó. Có hai dề nhá. Cái dòng này thì nó là dài ấy, nên là nó khi mà chúng ta gửi ấy thì sẽ hơi mất tiền cước một chút đấy. Đó, đây này. Nhưng mà dề nó rất là đẹp luôn ạ. Em bán là 120.000 một dề. Đấy, có hai dề. Dề số 1 và dề số 2 như nhau hết, 120.000 một dề. Đó. Có một ít là hạc vĩ Lào này, chỗ này chắc khoảng tầm 1 cân. Em bán 180 một cân. Tiếp theo đây ạ, em xin giao lưu với mọi người, đây chính là hoàng thảo Điện Biên Đông ạ. Ngày hôm nay em bán từ những cái dề này. Có rất là nhiều dề đúng không ạ? Đây ạ. Những cái dề bình thường em bán sẽ là từ 200 cho đến 400, nhưng mà em sẽ bán ngày hôm nay là 150 một dề. Cho đến 250 một dề thôi ạ. Đấy. Em bán xả hàng luôn. Những cái dề nào mà em bán 200 thì em sẽ bán 150 xuống để em xả hàng thanh lý. Đó.
Long nhãn em có hàng kg nhé, em bán là 100.000 một cân. 100.000 một cân nhá. Và tiếp theo đây là những cái bó nghệ tâm của nhà em này. Em bán mỗi bó như thế này là 100.000 một bó nghệ tâm nhá. Hoa đang đang chuẩn bị rụng lá và chào đón mùa đông và sắp là sẽ có bông đúng không ạ? Đây là mặt bông của nó này. Bây giờ chúng ta ghép thì đến mùa xuân đến thì nó sẽ mọc thêm những thân tơ mới đúng không ạ? Và nó sẽ nở hoa này. Đó, 100.000 một bó nghệ tâm ạ. Em có ba cái cây ba cây Vanda hương chanh này. Đó, cây này, mực dề cũng có mẹ con đây ạ. Đây ạ. Mực dề mẹ con nhá. Đó. Đây. Dề này em bán 200 này. Đó, 200 cây này. Cây số 2 này em bán 200 luôn. Em bán 200 nhá, cây số 2 này. Nguyên bản đấy. Giá 250 đó. Cây này em bán là cô chú anh chị nào lấy thì em bán 100.000. Cúc số 3. Một dề Sơn Thủy Tiên này, dề này em bán là 300.000 dề Sơn Thủy Tiên này. Rất to luôn, rất to và dài nhá, đây này. 300.000 dề Sơn Thủy Tiên này ạ. Cả nhà hãy đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký hoặc là ấn vào cái chuông ấy ạ. Thì khi mà em đăng video thì cả nhà sẽ nhận được thông báo và ấn vào xem là được luôn ạ. Không cần phải tìm Lan Rừng Chu Thảo nữa. Và cái số điện thoại để giao dịch của em có hai số điện thoại. Là Vina là 0848 626 228. Số Viettel là 0965 495 087. 0965 495 087 ạ. Đó. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo ạ.